Hello, xin chào cả nhà, lại là em Tâm đây. Và như thường lệ vào khung giờ 20 giờ 30 phút tối thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần, em Tâm sẽ lên giao lưu với cả nhà mình. Và mỗi một buổi tối thì em Tâm lại có những cái chủ đề khác nhau. Hello, xin chào cả nhà, chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ hạnh phúc. Thì vào 20 giờ 30 phút tối thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần em Tâm sẽ lên giao lưu với cả nhà. Và mỗi một buổi tối thì em Tâm lại có cái chủ đề khác nhau. Và cái chủ đề hôm nay em Tâm giao lưu với cả nhà mình đó là gửi tiền vào ngân hàng có thực sự an toàn hay không? Và cách vận hành dòng tiền của người giàu như thế nào ạ? Vâng, và quý cô chú anh chị em vào trong livestream của em Tâm thì có thể là comment tương tác giao lưu với em Tâm. Và giúp em Tâm là chia sẻ cái livestream này lên trên trang cá nhân của mình, lên trên hội nhóm để em Tâm được lan tỏa những cái kiến thức của em Tâm đã được biết, đã được học cho rất nhiều quý cô chú anh chị em ở ngoài kia là bạn bè của em Tâm chưa được biết. Hello, xin chào Ngọc Bình, chị chào Ngọc Bình. Xin chào Kiều Phượng, lâu lắm rồi hôm nay chị mới thấy Phượng nhá. Hai vợ chồng đầu năm đi du xuân được nhiều chưa Bình ơi? Cái chuyến công tác Dubai lần này chị lại lỡ hẹn Bình ạ. Chị không không đi được vì nhà chị có việc đột xuất. Rất là cảm ơn em Phượng đã tang tên những người bạn của mình vào trong livestream của chị Tâm và chia sẻ cái livestream này về trang cá nhân của mình. Và em Phượng thì cũng giống như em Tâm, trước kia cũng công tác trong ngành giáo dục, cũng là một cô giáo viên mầm non. Thì em Tâm công tác được 18 năm thì em Phượng công tác được 15 năm. Và rất là tuyệt vời khi mà hai chị em cách nhau với khoảng địa lý 300 cây số mà chúng em lại biết nhau. Chúng em đầu tiên chúng em biết nhau chỉ ở trên online này thôi, trên mạng xã hội như thế này thôi. Nhưng mà sau đó thì chị em chúng em có sự kết nối với nhau và ngày hôm nay thì chúng em cùng cùng tư duy, cùng quan điểm và cùng một cái mục đích, cùng một cái đích đến để chúng em đồng hành cùng nhau. Em xin chào chị Mạc Nga. Đầu năm này, đầu năm thì chị có nhiều việc không? Chắc đầu năm cũng nhàn hơn chị Nga nhờ, không phải làm vất vả như cuối năm. Em Tâm rất là cảm ơn quý cô chú anh chị em, 15 quý cô chú anh chị em đã có mặt trong livestream của em Tâm vào giao lưu và tương tác với em Tâm. Em Tâm rất là biết ơn cả nhà mình rất là nhiều. Và cái chủ đề ngày hôm nay em Tâm giao lưu với cả nhà mình đó là gửi tiền vào ngân hàng có an toàn hay không? Và cách vận hành cách vận hành đồng tiền của những người giàu như thế nào ạ? Vâng, cả nhà mình chia sẻ cái livestream này cho em Tâm về trang cá nhân, về hội nhóm giúp em Tâm với ạ. Vâng, và ở trong livestream của em Tâm thì có quý cô chú anh chị em nào có tiền gửi vào ngân hàng chưa ạ? Xin chào em Thủy. Vâng, quý cô chú anh chị em nào đã có tiền gửi vào ngân hàng chưa? Có thể. Em chào chị. Có thể là comment tương tác với em Tâm để em Tâm biết vậy ạ. Vâng, các anh chị em đó có tiền gửi vào ngân hàng chứ ạ? À? Chắc là cả nhà mình ai cũng có tiền gửi ngân hàng đúng không ạ? Vậy thì các bạn của em Tâm là quý cô chú anh chị em giàu quá. Nhưng mà em Tâm thì em Tâm không có tiền gửi ngân hàng đâu ạ. Thay vì gửi ngân hàng thì em lại đi mua những cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Chị chào Trang. Mạng chị kém hay mạng em kém nhỉ? Thủy ơi, chị đang dùng 3G. Vì là cái đường truyền ý, cái cáp quang nó lại bị đứt, nên là cái mạng bây giờ nó rất là kém. Như buổi tối ngày hôm qua chị Tâm vào Zoom ý, thì chị không vào được luôn. Và mỗi một buổi livestream này thì chị phải bật mạng 3G của chị lên. Em thử kiểm tra lại cái đường truyền của nhà em xem nhá. Nếu mà quý cô chú anh chị em đang ở trong livestream của em Tâm mà nếu mà nghe rõ em Tâm nói thì có thể là
tương tác comment cho em Tâm có số 2 để em Tâm biết được vậy ạ. Em cảm ơn quý cô chú anh chị em rất là nhiều. Vâng, và cái chủ đề ngày hôm nay, xin chào em Duyên, xin chào em nhỏ gái. Và cái chủ đề ngày hôm nay em Tâm muốn giao lưu với cả nhà mình là gửi tiền vào ngân hàng có thực sự an toàn hay không, và cách vận hành đồng tiền của người giàu như thế nào, họ vận hành cái đồng tiền của họ như thế nào để cái đồng tiền của họ sinh sôi nảy nở theo năm tháng, theo thời gian ạ. Vâng, và bây giờ cũng là 20:36 rồi, thì em Tâm xin bắt đầu cái buổi chia sẻ của em Tâm. Và quý cô chú anh chị em đang có mặt trong livestream của em Tâm thì có thể là comment tương tác với em Tâm nhá, cùng giao lưu tương tác với em Tâm để cái buổi livestream này của em Tâm thực sự chất lượng, để em Tâm mang những cái kiến thức, những cái hiểu biết của em Tâm giúp cho rất là nhiều người, nhất là chị em phụ nữ có thêm những cái kiến thức mà từ trước đến giờ mình cứ nghĩ là gửi tiền vào ngân hàng thực sự là an toàn, gửi tiền vào ngân hàng là không bao giờ lo mất, đúng không ạ? Và rất nhiều người bây giờ vẫn có cái suy nghĩ đấy ạ. Vâng, và 17 quý cô chú anh chị em đang có mặt trong livestream của em Tâm thì có thể comment tương tác với em Tâm là các anh chị em có nhiều tiền gửi tiết kiệm ngân hàng chưa ạ? Các anh chị em comment tương tác với em Tâm đi ạ. Các anh chị em có nhiều tiền gửi ngân hàng chưa ạ? Và các anh chị em có nghĩ là gửi tiền vào ngân hàng nó thực sự an toàn không ạ? Cả nhà mình comment tương tác với em Tâm đi ạ. Các anh chị em có nhiều tiền gửi ngân hàng chưa ạ? Và các anh chị em nghĩ là gửi tiền vào ngân hàng có thực sự an toàn không ạ? Và như em Tâm thì em không có tiền. À, bên em không nghe được, mạng bị yếu rồi à? Duyên ơi, thì em có thể là sau cái buổi livestream này, sau cái buổi livestream này của chị Tâm, em có thể là em nghe lại. Lúc rảnh rỗi em có thể em nghe lại để em có thêm kiến thức là em gửi tiền vào ngân hàng có thực sự an toàn hay không, hay là ngân hàng có cái luật phá sản hay không. Ngày hôm nay thì em Tâm sẽ giúp rất là nhiều quý cô chú anh chị em là mình hiểu thêm là khi mà gửi tiền vào ngân hàng nó có thực sự an toàn hay không, và quy định nào, điều khoản nào cho phép ngân hàng phá sản mà từ trước đến giờ mọi người không biết, vẫn cứ nghĩ là gửi tiền vào ngân hàng thực sự là an toàn. À, Hương thì bảo là không, đúng rồi. Và như em Tâm thì em Tâm không có tiền vào gửi vào ngân hàng đâu ạ. Và bao nhiêu tiền là gửi vào ngân hàng thì em không có 1.000 nào hết. Và em Tâm thì gửi vào 6 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đó. À, xin chào Quỳnh Nga. Thực ra là mình thì không, cũng xinh nhưng mà xinh vừa vừa. Phải rất là cảm ơn cái điện thoại, cái công nghệ của cái điện thoại đã giúp mình xinh hơn với bên ngoài. Và nếu như ngày hôm nay mà mình mà không xinh ý, ở trong app mà không xinh thì thực sự là có lỗi với nhà sản xuất iPhone, đúng không? À, Hoàng em Dân, chị ơi em chưa có cổ phần nào chị. À, có cổ phần nào chị, thì ngày hôm nay chị em Tâm không nói gì về cổ phần, cổ phiếu của doanh nghiệp nhá, mà cái chủ đề livestream ngày hôm nay của em Tâm nói là muốn nói là gửi tiền vào ngân hàng có thực sự an toàn hay không, và cách vận hành đồng tiền của người giàu nó như thế nào, khác biệt với người nghèo như thế nào ạ. Đúng không ạ? Và mọi người giống như là trước kia thì thôi, nếu như em không, Tâm không có kiến thức thì em Tâm và rất là nhiều quý cô chú anh chị em, và đặc biệt là cái thế hệ của bố mẹ mình, của ông bà mình, vẫn nghĩ là gửi tiền vào ngân hàng là an toàn nhất, mà nhất lại phải là ngân hàng của nhà nước ấy ạ, Agribank ấy ạ, đó, và là thực sự là an toàn, đúng không ạ? Nếu quý cô chú anh chị em nào vẫn còn cái suy nghĩ đấy thì ngày hôm nay sau cái buổi livestream này của em Tâm thì quý cô chú anh chị em có thể lên trên Google hoặc lên trên Wikipedia, quý cô chú anh chị em là search ra nhá, là luật phá sản của ngân hàng như thế nào, nó có các điều khoản, điều lệ rõ ràng nhất,
Và khi mà phá sản thì ngân hàng sẽ bồi thường cho mình bao nhiêu phần trăm, nó rõ ràng luôn. Đó. Mà trước kia thì em Tâm vẫn cứ nghĩ là gửi vào ngân hàng thì cái đồng tiền của mình nó thực sự an toàn. Đó. Và khi mà quý cô chú anh chị em biết là cái gì nó cũng có luật của nó, đúng không ạ? Chả có cái gì nó không có luật. Và ngân hàng cũng vậy. Vâng, luật tổ chức tín dụng sửa đổi năm 2017 quy định việc phá sản của ngân hàng như sau. Ngân hàng nhà nước xem xét trình chính phủ quyết định chủ trương phá sản tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt theo quy định tại điều 147A hoặc thuộc một trong các trường hợp quy định tại điều khoản 4, tại khoản 4 điều 148, khoản 4 điều 148C, khoản 2 điều 149A, khoản 4 điều 149D, khoản 7 điều 151A hoặc khoản 7 điều 151B của luật này, khi tổ chức tín dụng được kiểm soát hoặc kiểm soát đặc biệt lâm vào tình trạng phá sản. Như vậy, theo quy định này, ngân hàng vẫn có thể phá sản. Đó ạ, đúng ạ. Nếu như ngày hôm nay quý cô chú anh chị em nào vẫn nghĩ là mình gửi tiền vào ngân hàng, cái dòng tiền, cái đồng tiền của mình nó an toàn tuyệt đối 100%, thì sau cái buổi livestream ngày hôm nay của em Tâm thì quý cô chú anh chị em có thể là lên trên Wikipedia tìm hiểu cái thông tin là luật phá sản của ngân hàng, xem là mình gửi tiền vào ngân hàng đã thực sự an toàn chưa ạ? Đúng chưa ạ? Và em Tâm cũng biết là em Tâm biết là trong những người bạn của em Tâm đang có mặt trong livestream của em Tâm thì có rất là nhiều quý cô chú anh chị em có tiền gửi ngân hàng, đúng không ạ? Và em Tâm thì trước kia khoảng năm 2009-2010 thì em Tâm cũng có tiền gửi ngân hàng. Nhưng mà có đúng một lần thôi ạ. Và từ đấy trở đi đến tận bây giờ em không có 1.000 con nào em gửi ngân hàng. Thậm chí là hàng tháng em vẫn phải trả lãi ngân hàng, trả nợ ngân hàng. Ngoài trả nợ chủ tịch ra thì em còn phải trả nợ ngân hàng nữa ạ. Đó. Đúng không ạ? Và cái vấn đề thứ hai mà em Tâm muốn giao lưu với cả nhà mình đó là người giàu người ta vận hành đồng tiền nó như thế nào để đồng tiền nó sinh sôi, nó nảy nở theo thời gian, theo năm tháng. Em xin chào anh người tạo dựng, xin chào em xinh. Vâng, quý cô chú anh chị đang trong livestream của em Tâm thì có thể là comment tương tác với em Tâm đi ạ. Tương tác giao lưu với em Tâm để cái buổi livestream này của em Tâm chia sẻ những cái kiến thức mà em Tâm được biết, em Tâm được học để giúp cho rất là nhiều quý cô chú anh chị em có thêm những cái kiến thức, trang bị thêm những cái kiến thức cho mình. Ngoài cái vẻ đẹp cái vẻ đẹp trên khuôn mặt ra thì tất cả những người phụ nữ nên trang bị cho mình những kiến thức, những tư duy, những kiến thức. Chỉ khi mà các chị em mà có tư duy này, có kiến thức này thì mình sẽ có nhiều cái cơ hội nó mở cho mình hơn, đúng không ạ? Và nếu như em Tâm, trước em Tâm cũng vậy, em Tâm không đi học những lớp phát triển bản thân, em Tâm không có những người bạn chất lượng, em Tâm không join vào cộng đồng đọc sách, hoặc em Tâm không đọc sách thì em Tâm cũng sẽ không có tư duy. Và cái suy nghĩ của em Tâm cũng giống rất nhiều quý cô chú anh chị em đang có mặt trong livestream của em Tâm là gửi tiền vào ngân hàng thực sự là an toàn. Và em Tâm cũng không biết được là người giàu tại sao người ta chả làm gì mà người ta ngày càng giàu, mà trong khi đó mình ngoài cái công việc, cái thời gian mình ở trên trường ra, về nhà em có cửa hàng thuốc thì là cứ cuối tuần em xuống Gia Lâm là em cũng kiểm kê, em bán hàng dưới đấy. Sau nó cũng, em vẫn không giàu, thậm chí là cái số tiền của em nó lại còn âm đi. Em về nhà em lại bán đồ ăn vặt cho sinh viên mà em cũng không thấy giàu.
Mình làm việc như vậy 12, 14 tiếng, 16 tiếng một ngày cũng không thấy giàu. Trong khi đó thì người giàu thì em thấy là họ làm việc rất là nhàn nhã. 9 giờ họ mới đi ăn sáng, họ uống cà phê. Xong rồi mà tại sao tiền của họ vẫn nhiều thế? Nếu như em tâm không có tư duy, em tâm không học, không phát triển bản thân thì em tâm cũng sẽ không biết là người giàu người ta vận hành như thế nào đâu ạ. Người ta vận hành đồng tiền nó như thế nào. Đúng không ạ? Và người giàu và người nghèo thì họ đều giống nhau. Thứ nhất là họ đều đi làm tiết kiệm. Những người giàu tiết kiệm, đúng không ạ? Người giàu thì cũng đi làm, tiết kiệm và đầu tư tài sản. Còn người nghèo thì sao ạ? Họ cũng kiếm tiền, tiết kiệm và mua tiêu sản. Đúng không ạ? Và em tâm biết là có rất là nhiều quý cô chú anh chị em chưa định nghĩa được tài sản là gì, tiêu sản là gì. Đúng không ạ? Những cái gì mà mình mua mà cái giá trị của nó giảm đi theo thời gian. Ví dụ như ngày hôm nay em tâm mua một chiếc ô tô trị giá 300 triệu và em tâm sử dụng nó trong một năm. Em tâm chỉ đi lại là từ nhà cho đến trường thôi, đến cơ quan thôi. Sử dụng nó trong một năm mà em tâm bán đi, khi cần tiền em tâm bán đi thì nó sẽ bị lỗ, đúng không ạ? Ngoài cái khoản lỗ nó ra thì hàng năm em tâm sẽ phải mất những cái khoản phí, đó là phí bảo dưỡng, bảo trì, bảo dưỡng, phí đăng kiểm, rồi kiểm định chất lượng, rồi bảo hiểm ô tô, đúng không ạ? Thì có phải là cái ô tô đó em mua nó không có mục đích gì cả, là chỉ việc là em từ nhà cho đến trường, mà cái ô tô đó nó không kiếm tiền cho em, nó không đem cái dòng tiền hàng tháng về cho em, thì có phải nó là tiêu sản không ạ? Và bạn của em Tâm cũng có những người là hai vợ chồng đi làm và tiết kiệm tiền, một năm tiết kiệm tiền mua được một cái xe máy SH hơn 100 triệu. Nhưng mà cất ở trong nhà, một năm chỉ bỏ ra mấy ngày đi chơi ngày Tết thôi ạ. Và sau cái xe máy đó lại cất nguyên ở trong nhà, vợ đi một cái xe Way, chồng đi một cái chiếc Coupe 81. Thì theo anh chị, chiếc SH đó nó là tài sản hay nó là tiêu sản ạ? Và thực sự là lãng phí tiền khi mà bỏ ra 115 triệu đi mua một chiếc xe máy. Một chiếc xe máy SH mà một năm chỉ sử dụng, chỉ đi lại có chục ngày. Thì các quý cô chú anh chị em có thấy là thực sự là tiếc tiền không ạ? Đó là anh chị bạn bè của em Tâm không biết phân biệt đâu là tài sản, đâu là tiêu sản, mà chỉ biết là mua chiếc xe SH đó để Tết đi chơi cho lộ oách select thôi ạ. Cho lộ đẹp, cho lộ oai, cho lộ oách. Nhưng nếu bạn của em Tâm mà biết rằng là cùng cái số tiền đó mình chỉ mua một chiếc xe Way, hoặc mình mua một chiếc xe Lead, hoặc mua một chiếc xe Vision 40-50 triệu, còn 60 triệu còn lại mình đi đầu tư một cái lĩnh vực nào đó thì nó sẽ đẻ ra tiền. Ngày hôm nay bạn của em Tâm mua một chiếc xe SH và cất ở nhà thì nó có đẻ ra tiền không ạ? Đúng không ạ? Đấy, nếu mà ngày hôm nay quý cô chú anh chị em không biết phân biệt đâu là tài sản, đâu là tiêu sản, thì mình luôn đem số tiền của mình làm để đi mua tiêu sản. Và tư duy người giàu và người nghèo nó khác nhau độc như vậy thôi ạ. Người giàu họ cũng đi làm, họ cũng tiết kiệm và mua tài sản. Nhưng người nghèo thì sao ạ? Đi làm, tiết kiệm và mua tiêu sản. Và một cái khác biệt nữa của người giàu và người nghèo như thế này. Người giàu thì là đơn giản hóa cuộc sống và họ mua những thứ thực sự cần thiết. Còn người nghèo thì sao ạ? Người nghèo thì mua đủ thứ để thỏa mãn cái cuộc sống của mình. Họ không biết là trích một cái khoản tiền để đem đi đầu tư, đem đi gia tăng tài sản của mình từ cái số tiền nhỏ nhất. Đúng không ạ? Và họ hàng tháng họ đi làm, và đi làm xong thì khi mà được lương thì họ chi tiêu thoải mái, họ sắm sửa thoải mái. Có thể ngày hôm nay cái tivi vẫn dùng được, nhưng mà họ sẵn sàng là họ mua một cái tivi khác to hơn.
hơn, đẹp hơn, xịn sò hơn, để ở cái phòng khách cho nó oai. Đó, đúng không ạ? Và người nghèo thì họ luôn thỏa mãn cái sở thích, cái chi tiêu cho mình. Nếu như em Tâm không biết đâu là tài sản, đâu là tiêu sản, không biết phân biệt giữa cần và đủ, thì ngày hôm nay em Tâm sẽ liên tục đi mua cho mình những cái tiêu sản. Và phụ nữ thì ai cũng thích làm đẹp này, ai cũng thích có rất nhiều, thật nhiều túi sách, ai cũng thích có thật nhiều váy vóc và có nhiều quần áo đẹp, đúng không ạ? Và em Tâm cũng vậy thôi, rất thích điều đó. Và khi mà em Tâm biết phân biệt là giữa cần và đủ, giữa đâu là tài sản, đâu là tiêu sản, thì em Tâm lại biết tiết chế. Và khi mà các bạn của em Tâm bán hàng online ở trên Facebook, ở trên Zalo, có những cái túi sách hoặc là có những cái quần áo em Tâm rất là thích, nhưng em Tâm lại phải tiết chế, lại phải quản trị cái cảm xúc của mình. Quản trị cái cảm xúc của mình là không mua nhiều nữa, mình mua đủ mặc thôi ạ. Và bây giờ quan điểm của em Tâm là 1-1, nghĩa là cái nào bỏ đi cái áo, một cái áo em bỏ đi em không mặc thì em sẽ thế một cái áo khác vào. Khi mà một cái áo mà em chưa bỏ đi thì em sẽ không mua một chiếc áo nào mới. Đó. Chỉ khi quý cô chú anh chị em biết đâu là tài sản, đâu là tiêu sản, đâu là phân biệt giữa cần và đủ, thì quý cô chú anh chị em mới có nhiều nhiều những cái đồng tiền tiết kiệm từ những đồng tiền nhỏ lẻ một, đúng không ạ? Và người giàu và người nghèo thì họ khác nhau ở đúng cái tư duy thôi ạ. Họ cũng có 24 tiếng như mình, họ cũng đi làm, cũng tiết kiệm, nhưng mà họ đi làm họ tiết kiệm để họ đầu tư. Chứ còn người nghèo đi làm tiết kiệm và mua tiêu sản. Vậy cái tư duy của anh em mình đến đâu, cái tầm nhìn của anh em mình đến đâu, thì cái túi tiền ngày hôm nay của anh em mình đến đó, đúng không ạ? Nếu như ngày nay các bạn bè của em Tâm mà vẫn đi mua cho mình những cái tiêu sản, đó là quần áo thật nhiều, giày dép, túi sách thật nhiều, thì sẽ có một ngày các anh chị em không có nổi một đồng tiền tích kiệm nào cho mình ạ. Đúng không ạ? Và bạn bè của em Tâm thì cũng có rất là nhiều anh chị em nói là tiền nhiều để làm gì, tiền không quan trọng. Và chỉ khi mà các anh chị em đi vào trong bệnh viện ý ạ, nhìn cách đối xử của bác sĩ với bệnh nhân ý, thì các anh chị em sẽ biết được là tiền nhiều để làm gì, đúng không ạ? Đó. À, em Vương comment bảo là số tiền đó em sẽ sở hữu cổ phần doanh nghiệp UST. Đúng rồi, nếu như mà trước kia mà em Hương không có kiến thức, cũng giống như chị Tâm mà em Hương không có kiến thức, thì mình sẽ sử dụng số tiền đó vào những cái mục đích khác. Có thể là mình gửi tiết kiệm ngân hàng, hoặc là mình đầu tư cho chồng, đúng không ạ? Và ngày hôm nay em Tâm và em Hương và rất là nhiều quý cô chú anh chị em là luôn gia tăng tài sản của mình từ số tiền nhỏ nhất. Từ số tiền nhỏ nhất. Vậy ngày hôm nay quý cô chú anh chị em, mình muốn mua tài sản mà với những cái số tiền nhỏ nhất, trích 20% hoặc là 30% cái thu nhập lương của mình để mua tài sản. Vậy ngày hôm nay anh chị em mình với cái số tiền là 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu thì anh chị em mình mua tài sản gì ạ? Có thể anh chị em mình tiết kiệm 2-3 tháng mua một chỉ vàng. Vàng nó cũng là tài sản. Hoặc là nhiều tiền hơn nữa thì anh chị em mình mua cổ phiếu ở trên sàn, nó cũng là một loại tài sản, đúng không ạ? Và ngoài cái vàng, cái cổ phiếu ra, thì với cái số tiền nhỏ đấy thì quý cô chú anh chị em có thể là mua bất động sản, được không ạ? Và tiết kiệm trong bao nhiêu lâu thì anh chị em mình mua được bất động sản ạ? Và ở cái chương trình khởi nghiệp ấy ạ, các sắc có nói là, chẳng hạn như sắc Hưng, ông có nói là gì nhỉ? Ông có nói một cái gì nhỉ? Dùng tiền để đi đầu tư, đúng không ạ? Nhưng mà đầu tư lĩnh vực gì thì các sắc lại không bao giờ nói cho mình biết. Và cái chương trình sắc tăng ấy ạ, cái chương trình khởi nghiệp ấy ạ, thì có rất là nhiều các anh chị em có những cái ý tưởng,
cái ý tưởng, và khi mà mình đứng trên mình thuyết trình cái ý tưởng của mình ra, mà khi các sắc mà thấy là cái mô hình này, cái công ty này nó thành công bao nhiêu, thì các sắc sẽ lại mua lại cổ phần của những người người có cái sáng kiến đó, đúng không ạ? Vậy các anh chị em có thấy là các sắc có giỏi khôn không ạ? Đấy, người giàu ấy là người ta biết sử dụng người khác, biết sử dụng người khác làm việc cho mình, chứ họ không làm việc đâu ạ. Họ dùng đòn bẩy của ngân hàng, họ dùng đòn bẩy bằng thời gian của người khác, sức khỏe của người khác, tiền bạc của người khác, đúng không ạ? Và các anh chị em thấy là tất cả những người giàu thì có ai làm việc bằng chân tay không ạ? Không, đúng không? Họ làm việc bằng cái đầu này, họ làm việc bằng cái đầu này, họ bắt cái não của họ làm việc, chứ họ không phải là bỏ sức khỏe, bỏ thời gian ra làm việc hùng hục như anh chị em mình đâu ạ. Vâng, và có một cái nghịch lý, nếu như quý cô chú anh chị em nào mà đi vào ngân hàng rút tiền hay là gửi tiết kiệm ở trong ngân hàng, thì quý cô chú anh chị em biết đúng không? Có những người đạp xe đến ngân hàng gửi tiền, đi xe máy đến ngân hàng gửi tiền, nhưng lại có những người ngồi trên chiếc ô tô sang trọng, mặc quần áo lịch sự, lịch lãm đến ngân hàng để vay tiền. Họ vay tiền không phải, họ vay tiền về không phải là họ chi tiêu đâu ạ. Đó là họ dùng đòn bẩy ngân hàng để về họ làm việc đó. Họ mượn đòn bẩy ngân hàng, họ dùng đòn bẩy thời gian của người khác, dùng đòn bẩy, dùng sức khỏe của người khác để làm việc cho họ. Và các anh chị em, nếu như hôm nay bạn bè của em Tâm mà ai đang là công chức nhà nước này, hoặc ai đang công tác trong các cơ quan xí nghiệp, thì các anh chị em nhận rõ được điều đó. Nhất là các anh chị em nào đang làm công nhân, công nhân, thì các anh chị em hiểu rõ điều đó. Không có một cái ông chủ nào ngày hôm nay trả cho anh chị em mình với cái mức lương để anh chị em mình trở lên giàu có đâu ạ. Có thể ngày hôm nay anh chị em mình làm 8 tiếng, 10 tiếng, 12 tiếng một ngày, thậm chí 14 tiếng một ngày. Các anh chị em càng làm ra nhiều sản phẩm bao nhiêu, các anh chị em càng làm tăng ca, tăng kíp bao nhiêu, thì cái ông chủ đó càng giàu có bấy nhiêu, đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì cũng có rất là nhiều bạn bè của em Tâm đang bán hàng online cũng vậy. Ngày hôm nay các anh chị em đang bán hàng chăm sóc sức khỏe, chăm sóc sắc đẹp, hoặc bán những cái đồ gia dụng cũng vậy thôi. Các anh chị em càng bán được hàng nhiều bao nhiêu thì cái người chủ ấy, người ta giàu bấy nhiêu. Còn các anh chị em là chỉ được hưởng lãi trên cái số sản phẩm anh chị em bán thôi ạ. Nếu như ngày hôm nay các anh chị em không bán được một tuyết kem chống nắng nào, nếu như ngày hôm nay các anh chị em đội nhóm của mình không bán được một hột kem trị nám nào, mình có thu nhập không ạ? Mình không, đúng không? Nhưng ông chủ thì sao ạ? Họ vẫn có thu nhập. Mình càng bán được hàng nhiều bao nhiêu thì chỉ làm giàu cho ông chủ bấy nhiêu thôi ạ. Đúng không ạ? Và cách này thì không ai nói cho mình biết đâu ạ. Chả có một ông chủ nào nói cho mình biết đâu ạ. Bởi vì là họ đang dùng đòn bẩy, đó là thời gian của mình, sức khỏe của mình, trí tuệ của mình để làm giàu cho họ. Thì không có lý do gì họ lại mật bí họ nói cho các anh chị em mình biết đâu ạ. Đúng chứ nào? À, chị Thanh Tâm Nguyễn bảo là mình luôn đi làm thuê và làm giàu cho ông chủ. Đúng rồi chị. Nếu như ngày hôm nay mà các anh chị em vẫn đang đi bán hàng online, đó là bán thực phẩm chức năng, bán hóa mỹ phẩm, bán quần áo, bán giày dép, bán bất kỳ một cái sản phẩm nào cầm nắm sờ được ý,
Thì nghĩa là anh chị em mình đang đi làm giàu cho ông chủ. Thay vì mình bán hàng cho ông chủ thì hãy bảo là cho tôi sở hữu cổ phần của cái doanh nghiệp của cái công ty hóa mỹ phẩm này đi. Tôi không đi bán hàng, cho tôi mua cổ phần đi ạ. Chỉ khi các anh chị em mình sở hữu cổ phần thì các anh chị em mình mới làm chủ thôi ạ. Đấy, bí mật của người giàu là như vậy đấy. Họ làm chủ chứ họ không đi làm thuê. Họ bắt đồng tiền của mình, họ bắt cái đồng tiền của họ làm việc cho họ, chứ họ không làm việc vì đồng tiền. Và trước kia em Tâm cũng vậy thôi, cũng luôn chạy theo đồng tiền và làm nhiều việc lắm. Em Tâm xuất thân là trong một gia đình nghèo khó, mẹ làm giáo viên, bố làm công nhân. Và quê nội quê ngoại của em Tâm thì ở xa. Bố em là trẻ mồ côi. Và em Tâm, ba chị em nhà em Tâm sống trong cảnh nghèo khó. Nên là ba chị em nhà em Tâm cực kỳ nỗ lực. Và chính bản thân em Tâm sống trong cảnh nghèo khó nên em thấm được. Nếu như mà em không đi học những lớp phát triển bản thân, nếu em không chơi với những người có tư duy, nếu em không đọc những cái cuốn sách, em không chơi với những người bạn giỏi thì sẽ không có em Tâm của ngày hôm nay. Đúng không ạ? Và em vẫn ở trong cái vùng an toàn, đó là cô giáo viên mầm non. Và đợi đến 60 tuổi nhà nước cho em nghỉ hưu. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Đúng rồi. Em xin chào em Nghiêm, em xin chào chị Bùi Gương, chào em Hoàng Dân. Em chào anh Nguyễn Hùng. Chào em Trần Sương Sky, cháu chào chú Hồ Thành. Em chào anh Quang Hải, Quan Hải. Vâng, thật tuyệt vời lắm em Tâm UET. Vâng, đúng rồi ạ. Tất cả những cổ đông đầu tư vào UET thì đó là cổ đông thiên thần, đúng không ạ? Và tất cả những người đó, tất cả anh em mình thì ngoài cái tư duy ra thì anh chị em mình còn có tầm nhìn, đúng không ạ? Và tầm nhìn thì sẽ xa hơn tầm mắt, đúng không ạ? Ngày hôm nay quý cô chú anh chị em mình chỉ nhìn được một cây thôi, tầm nhìn của mình được một cây thôi, nhưng mà tầm mắt của mình phải nhìn đến 10 cây, tầm mắt mình phải nhìn đến 10 cây số, đúng không ạ? Mình phải luôn đón đầu, mình phải luôn đi trước xu thế, mình phải luôn đón đầu xu thế thì mới là người chiến thắng, đúng không anh Quan Hải? Chị Tuyết Mai bảo là chị không có tiền gửi ngân hàng. Vì em biết là chị bao nhiêu tiền, thậm chí là bất động sản của chị thì chị cũng còn đầu tư cổ phần doanh nghiệp UST rồi. Và em Tâm cũng vậy. Hello em Nguyễn Sinh. Em Nguyễn Sinh thì là đồng nghiệp cũ của em Tâm. Khi em Tâm nghỉ việc công việc ở trường rồi thì em Nguyễn Sinh vẫn đang công tác ở trên trường. Em Nguyễn Sinh cũng là một cô giáo viên mầm non. Đó ạ. Vậy ngày hôm nay quý cô chú anh chị em mình định vị, mình là người giàu, mình là ông chủ, hay là mình là người nghèo, mình là người đi làm thuê cho ông chủ ạ? Thì đó là anh em mình, đúng không ạ? Mình không ai định vị bản thân mình được đâu ạ. Chỉ có mình định vị bản thân mình thôi ạ. Anh em mình định vị mình là người giàu có hay là mình là người nghèo, mình là ông chủ hay là mình là người đi làm thuê, thì đó là ở mình, đó là tư duy ở mình, hiểu biết của mình, khát khao mong muốn của mình, đúng không ạ? Và em Tâm cũng biết là ai cũng mong, cũng mơ ước trở lên giàu có, ai cũng mơ ước trở lên mình là người thành đạt, là mình là người giỏi giang, đúng không ạ? Và mơ ước, ai cũng có mơ ước trở lên giàu có. Thế nhưng mà không biết làm cách nào để trở lên giàu có giống như họ thì không phải là ai cũng biết. Và bản thân của em Tâm cũng vậy thôi. Trước kia em Tâm cũng không biết, nhưng bây giờ thì em Tâm biết rồi. Bởi vì là như em Tâm đã nói, người giàu họ dùng đòn bẩy, đó là dùng đòn bẩy tiền của người khác, dùng thời gian của người khác, dùng trí tuệ của người khác, dùng sức khỏe của người khác để làm việc cho họ. Vậy ngày hôm nay anh em mình định vị mình là ai?
Mình định vị mình là ai? Mình định vị là mình là người giàu hay mình định vị là mình người nghèo? Mình định vị mình là ông chủ, bà chủ hay mình định vị mình là một người đi bán sản phẩm? Mình là một người công nhân, là một người đi bán sản phẩm thuê cho người ta? Thì đó là anh chị em mình, đúng không ạ? Vậy tại sao mình không định vị mình là người giàu đi ạ? Mình không định vị mình là ông chủ đi ạ? Và nếu mà mình là ông chủ thì để mà mở một cái doanh nghiệp, một cái công ty, một cái xưởng thì nó thực sự là khó với anh chị em mình, đúng không ạ? Vậy còn cách nào để mình là ông chủ, bà chủ nữa không ạ? Còn một cách đó là sở hữu cổ phần doanh nghiệp của một cái doanh nghiệp nào đó, của một cái tập đoàn nào đó. Em tâm ví dụ thôi, như của vừa mới Tết xong, đúng không ạ? Và em Tâm biết là vừa mới Tết xong thì nhà ai cũng mua bia. Không bia Hà Nội thì bia Sài Gòn Sabenco, đúng không ạ? Và Sài Gòn Sabenco thì tháng 10 năm 2022, trên website của Sài Gòn Sabenco công bố chia cổ tức, đó là 2.500 đồng một cổ tức trên một cổ phần. Nếu như ngày hôm nay anh em mình có 1 triệu cổ phần của Sài Gòn Sabenco, một năm mình có 2,5 tỷ, mình có phải làm gì không ạ? Mình không phải làm gì, đúng không nào? Đó, chỉ khi các anh chị em mình sở hữu cổ phần doanh nghiệp của một cái doanh nghiệp nào đó thì anh chị em mình mới là ông chủ ạ. Và khi mình sở hữu cổ phần cái doanh nghiệp thì mình mới được chia cổ tức, đúng không ạ? Vậy ngày hôm nay quý cô chú anh chị em, các anh bạn bè của em Tâm đang đi bán hàng online, bán được rất nhiều hàng, nhưng anh chị em mình có được chia cổ tức không? Hay là anh chị em mình chỉ được nhận tiền lãi trên cái sản phẩm và nhận tiền lãi trên cái đội nhóm của mình bán sản phẩm thôi ạ? Nếu như ngày hôm nay các anh chị em vẫn đi bán sản phẩm mà không được nhận cổ tức thì nghĩa là các anh chị em mình đang đi bán hàng thuê cho họ, đang làm giàu cho cái doanh nghiệp hóa mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, đúng không ạ? Em chào chị Tuyết Dũng Trần ạ. Nếu một ngày anh em mình không đi bán hàng thì mình có tiền không ạ? Mình có lãi không ạ? Không, đúng không? Chỉ khi các anh chị em là sở hữu cổ phần, là đồng sở hữu một cái công ty, một cái tập đoàn đó, thì anh chị em mình không phải đi làm gì, không phải đi bán một cái loại sản phẩm nào, anh chị em mình vẫn được chia cổ tức như của Sài Gòn Sabenco ấy ạ, hoặc của sữa chua Vinamilk, đúng không ạ? Và tư duy của người giàu và người nghèo họ chỉ vậy thôi, đó là họ cũng đi làm kiếm tiền tiết kiệm. Người giàu là đi làm kiếm tiền tiết kiệm và mua tài sản. Còn người nghèo đi làm là đi làm kiếm tiền tiết kiệm và mua tiêu sản, đúng không ạ? Cả nhà mình tương tác, comment tương tác với em Tâm đi ạ. Đợt này thì tất cả các nhà mạng bị đứt các quan biển nên là cái đường truyền nó hơi kém. Nó hơi bị kém. Các anh chị em mình có nghe rõ em Tâm nói không ạ? Và để mà cái buổi live stream nó hay ấy, thì các anh chị em mình comment tương tác giao lưu với em Tâm. Và em Tâm sẽ cung cấp thêm cho anh chị em mình kiến thức để anh chị em mình hiểu được là mọi người vẫn cứ nghĩ là gửi tiền vào ngân hàng là an toàn tuyệt đối 100%. Đúng không ạ? Nhưng ngày hôm nay em Tâm đi lên chăm bố chồng em Tâm ở trên K74. Trên K74 thì em Tâm cũng nói chuyện với các cô. Em bảo là cháu chả có tiền gửi ngân hàng đâu ạ. Và hàng năm thì em Tâm trích gần 100 triệu. Em Tâm đóng bảo hiểm nhân thọ. Em Tâm có 6 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Và em phân tích được cho các cô đấy biết được là mặc dù em Tâm không bán bảo hiểm nhân thọ nhá, em không là tư vấn viên bảo hiểm nhân thọ nhá. Trước kia thôi ạ, 4 năm trước thì em là một cô tư vấn viên bảo hiểm nhân thọ.
Và em phân tích được cho các cô đấy là giữa là lợi ích khi mà mình gửi tiền vào ngân hàng và lợi ích khi mà mình mua hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Đó. Và khi mà em là tư vấn viên bảo hiểm nhân thọ và em nhận ra được nên là thay vì gửi tiền vào ngân hàng thì em đi mua bảo hiểm nhân thọ, nó cũng lãi như vậy, nhưng mà em có quyền lợi bảo vệ. Đúng không ạ? Và cái nữa đó là cái quy luật của người giàu. Họ sử dụng đồng tiền, họ vận hành đồng tiền như thế nào để tiền đẻ ra tiền. Nếu như ngày hôm nay anh chị em mình không có nhiều tài sản, đó là nhiều bất động sản, nhiều crypto, nhiều cổ phiếu, nhiều cổ phần, nhiều trái phiếu chính phủ, thì anh chị em mình hãy tìm cho mình một cái loại tài sản nào đó để mà khi mà anh chị em mình không làm việc mà cái dòng tiền nó vẫn chảy về túi mình. Và em mượn cái câu nói của tỷ phú Warren Buffett. Ông năm nay ông ấy được mệnh danh là nhà đầu tư huyền thoại của trên thế giới. Ông ấy sinh năm 1930. Ông có nói một câu là: nếu như mà bạn không nghĩ cách kiếm tiền ngay cả trong lúc ngủ thì có thể bạn sẽ làm việc cho đến chết. Đúng không ạ? Và ông có một cái câu nói này, đó là cái câu nói này nó rất là nổi tiếng. Nó rất là nổi tiếng. Đó. Và em Tâm muốn mượn cái câu nói đó gửi tới cho quý cô chú anh chị em, bạn bè của em Tâm là: nếu như ngày hôm nay mình không có nhiều bất động sản, mình không có nhiều tiền để mua cổ phiếu ở trên sàn, mình không có nhiều tiền để mua crypto top, mình không có nhiều tiền mua trái phiếu của chính phủ, thì mình hãy tìm một cái loại tài sản nào đó mà mình mua từ lúc nó rất là rẻ tiền ấy ạ. 400-500 Việt Nam đồng các anh chị em cũng mua được, 1,2 triệu cũng mua được. Thì anh chị em mình hãy sở hữu những cái tài sản đó để hàng năm anh chị em mình nhận được lợi tức hàng năm. Vậy ngày hôm nay với cái số tiền 1,2 triệu thì anh chị em mình mua được tài sản gì ạ? Như em Tâm mình mua được hai đôi giày, 2-3 cái bộ váy không phải hàng xịn đó, hoặc là 2 chiếc túi, đúng không ạ? Nhưng với em Tâm ngày hôm nay, cái số tiền 1,2 triệu Việt Nam đồng, em Tâm cũng sở hữu cho mình tài sản có giá trị, đúng không ạ? Và chỉ khi các anh chị em mình sở hữu tài sản thì mình mới có dòng tiền thu nhập thụ động ấy ạ. Mình không làm gì mình cũng có tiền, giống như ông tỷ phú Warren Buffett, ông có nói là mình phải nghĩa là mình, nếu như bạn không kiếm tiền cả trong lúc ngủ thì có thể bạn sẽ làm việc cho đến lúc chết ạ. Đó, khi mà anh chị em mình sở hữu tài sản, nó sẽ sinh sôi nảy nở theo năm tháng, theo thời gian. Các anh chị em mình có phải làm việc không ạ? Em chào chị Phượng Hồng. Hello em, sao? Sao ơi, sao khỏe không? Tết này đi chơi được nhiều chưa sao ơi? Đó. Và bây giờ cũng là 21:14 rồi. 21:14 rồi. Và Thủy ơi, Thủy ơi, Đàm Thủy ơi, Thủy còn ở trong livestream của chị Tâm không? Lúc đầu thấy comment với chị Tâm mà giờ không thấy đâu rồi. Đó, chỉ khi các anh chị em mình sở hữu cho mình thật nhiều tài sản, từ với cái số tiền rất là nhỏ, thì có thể là 1 cho đến 2 năm nữa anh chị em mình sẽ không phải làm gì, cũng sẽ giống ông tỷ phú Warren Buffett. Em khỏe à? Đầu xuân năm nay gia đình đi chơi được, du xuân được nhiều chưa? Chị năm nay không đi đâu được. Và cái chuyến công tác tại Dubai bay vào ngày mùng 10 tháng 2 này, chị cũng phải hoãn lịch bay. Chị không đi được bởi vì nhà chị năm nay bố chồng chị ông ấy sức khỏe không được tốt.
nhà ấy rất là neo người. Thế là chị lại tạm hoãn lại cái chuyến công tác tháng 2 này. Cũng rất là tiếc. Khi mà mình cố gắng, mình nỗ lực để đạt được cái giải vàng. Khi mà chị cố gắng nỗ lực để đạt được cái giải vàng mà không, mà lại không đi, thực sự là tiếc luôn. Đúng rồi, nhiều thông tin về UST quá rõ ràng, đúng rồi em. Và cũng có rất là nhiều thông tin mà chị được biết nhưng mà không dám mật bí. Cũng nói nhỏ với đội nhóm của mình là hãy nỗ lực, hãy cố gắng lên hết sức có thể. Để đến khi mà mình biết rồi mà, để mà mình khi mà mình không nói hai chữ là giá như, không nói hai chữ là hối tiếc. Đó. Và bây giờ là hay. Em chào anh Lương Tích Anh. Anh Lương Tích Anh ơi, thứ bảy anh rảnh không? Anh em mình lên giao lưu nhá. Rất là cảm ơn anh Lương Thích Anh ấy. Rất là cảm ơn quý cô chú anh chị em đã vào giao lưu tương tác với em Tâm. Đã vào giao lưu tương tác với em Tâm. Và hàng tuần vào tối thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần vào khung giờ 20:30 thì em Tâm lại lên giao lưu với cả nhà. Và mỗi một buổi tối thì em Tâm lại có cái chủ đề giao lưu với mọi người. Và cái chủ đề ngày hôm nay của em Tâm muốn truyền tải tới cho tất cả các bạn bè của em Tâm, đó là để cho mọi người biết thêm về kiến thức và luật phá sản của ngân hàng. Đó là gửi tiền vào ngân hàng có thực sự an toàn hay không? Và cách vận hành của người giàu, họ vận hành đồng tiền như thế nào để họ bắt tiền làm việc cho mình là tiền đẻ ra tiền. Anh bận lắm ạ. Thế ạ. Đúng rồi, em sao bảo là cái gì có trong đầu sẽ có trong tay. Đầu tiên là mình phải khát khao, mình mơ ước mình trở nên giàu có, đúng không em? Và cái cuốn sách Bí mật tư duy triệu phú của ông TH Eker, ông có nói, ông có viết là suy nghĩ tạo ra cảm xúc, cảm xúc tạo ra hành động và hành động tạo ra kết quả. Và nếu như ngày hôm nay anh chị em mình không định vị là mình là ông chủ, mình không định vị mình là người giàu có, mà mình luôn nghĩ là mình đi bán hàng, đi bán sản phẩm, đi bán sản phẩm, và mình làm thật chăm chỉ, mình làm thật nhiều việc để mình trở lên giàu có, thì không có đâu ạ. Ngày hôm nay anh chị em mình làm 8 tiếng, 10 tiếng, 12 tiếng, thậm chí 14 tiếng thì ráo mồ hôi là anh chị em mình hết tiền đó. Vâng, bây giờ cũng là 21:18 rồi. Em Tâm xin xuống live và kính chúc cho tất cả quý cô chú anh chị em có một buổi tối an lành, có một giấc ngủ ngon để ngày mai làm việc. Và tất cả những anh chị em đã và đang là cổ đông, là đối tác của UST thì hãy gia tăng thật nhiều tài sản của mình từ với số tiền rất nhỏ. Ví dụ như em Tâm, em Tâm lưu luôn đi mua tiểu tài sản từ với cái số tiền 1,2 triệu. Đó. Vậy ngày hôm nay với 1,2 triệu thì em Tâm chỉ mua được một cái hộp, là cái hộp trị nám, cao trị nám, và một hộp một cái tuýt kem chống nắng là hết tiền. Nhưng ngày hôm nay 1,2 triệu em Tâm cũng gia tăng được tài sản của mình. Đó. Đúng rồi. Hành động mạnh mẽ thì tạo ra kết quả to lớn, đúng rồi em. Và chị chúc cho em sao năm nay bùng nổ nhá. Ra ngoài cái việc đường truyền của em nó vừa bị ngắt đấy ạ. Ngoài cái việc em sao là gia tăng nhiều tài sản thì em sao hãy giúp thật nhiều chị em phụ nữ giống như chị em mình sở hữu thật nhiều tài sản ở trong tay. Đúng rồi, bây giờ em xin xuống like nha. Và hẹn lại, hẹn quý cô chú anh chị em vào tối thứ 7, thứ 3, thứ 7, thứ 5, thứ 7 hàng tuần. Em sẽ Tâm sẽ lên giao lưu tương tác với cả nhà mình. Vâng, vào cái buổi giao lưu của ngày hôm nay thì rất là nhiều quý cô chú anh chị em đang có mặt trong live stream với em Tâm, nhưng mà lại không tương tác, ngại tương tác với em Tâm. Hay là các anh chị em mình có rất là nhiều tiền gửi vào ngân hàng rồi đúng không ạ? Ok, bye bye, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý cô chú anh chị em ạ.